Thư sư pháp hộ trì người hành pháp. Hộ trì ở đây là hộ trì như thế nào? Tức là khi giả sử như khi quý vị giữ giới thì bản thân quý vị được an ổn trong giới. Thì đó có nghĩa là đó, khi quý vị giữ giới thì đồng thời giới nó cũng giữ quý vị. Ví dụ như khi cái giới hạnh của quý vị nó trong sạch đó, thì nó có những cái điều lợi ích. Đó là gì? Đi đến những cái nơi đông người chúng ta không có lo sợ. Đi đến những nơi quyền quý cao sang chúng ta không có lo sợ. Đi đến những người đức hạnh chúng ta không có lo sợ. Đấy. Rồi cái tâm của chúng ta nó sẽ được định tĩnh. Và khi mệnh chung á, chúng ta sẽ được sanh thiên. Đấy. Cho nên là đó là cái sự hộ trì của giới đó. Vì quý vị giữ giới cho nên là chúng ta ngăn cản các cái con đường đưa đến đọa xứ. Và nói theo cái kiểu đó cũng là giới là hộ trì mình. Ngoài ra khi mà chúng ta thực hành từ tâm thì cái người hành từ tâm á, có 11 cái quả báo. Đó là gì? Được phi nhân và loài người yêu mến, được chư thiên yêu mến, được tất cả các chúng sanh yêu mến, và người đó không có kẻ thù. Rồi vì đó thức ngủ được an ổn. Rồi vì đó khi mệnh chung á thì không có hoảng sợ. Khi cận tử không hoảng sợ và mệnh chung được sanh thiên. Thì đó là các cái quả báo của cái người có từ tâm. Và người có từ tâm thì khi trong khi vị ấy đang nhập định đề mục từ tâm, vị ấy không thể bị làm hại bởi vũ khí, không thể bị làm hại bởi tự nhiên, tức là bị nước cuốn trôi, chết đuối thì hoặc là chết thiêu, thì vì đó không bao giờ bị. Hay là mình nói một cách khác, cái quả báo của việc mình hành các pháp đó chính là cái sự bảo hộ. Đấy, đó chính là sự hộ trì đấy. Hộ trì ở đây được định nghĩa tức là cái sự bảo hộ, sự bảo vệ. Thì ở đây cái sự quả báo của việc chúng ta thực hành các cái pháp đó, đó chính là cái sự hộ trì của pháp. Cho nên người trì pháp thì được pháp hộ trì là như vậy.